chuẩn bị đi sắm rớ mọi người. Nếu mà mọi người có đọc qua ở Phú Yên sẽ biết là Phú Yên có một địa điểm check-in rất là nổi tiếng, đó là sắm rớ. Thì bây giờ Hương sẽ đi sớm để tới để check-in cái bãi rêu sắm rớ nha. Tại vì đi sớm thì mới thấy nước rút á, thì mới thấy được bãi rêu. Đây, đường 4 giờ rưỡi sáng. Đường ở Hương thì có đèn đường khắp khắp nơi luôn nha, khá là sáng. Bây giờ 4 giờ rưỡi mà nhìn giống như ban ngày á. Đây nè mọi người, hai bên đường là những cái này là nguyên nguyên đá mà người ta để chắn sóng biển rồi đấy. Nên dọc hai bên đường. Sao bây giờ cũng đi bán tăng luôn nè. Đi cũng trên đây thì công mà phải không? Cái bờ kia thì có cái đường chạy ra luôn nè. À, chạy lên kia xong rồi chạy thẳng ra đây. Đây là khúc bờ kia nè mọi người. Bên nhìn lãng mạn quá, hy vọng là sẽ có rêu. Sáng ban dùng đèn máu 4 giờ đi nghe hả? Buổi chiều chụp ra mà buổi chiều. Ê, nói mấy bà chụp chỗ nào vậy chứ? Ở trên đây. Ồ, mấy cây cục đầy bự quá. Đi chụp hình đó mọi người. Sang mai kìa. Ôi kìa, rong kìa, quá trời quá đất kìa. Phải bước qua đây rồi nữa nè. Sao đi mà leo trọt cái chân giỏ nó nha. Đây là mọi người rêu kìa. Nguy hiểm quá. Bây giờ mà bước qua. À, phía bên kia là trung tâm thành phố Tuy Hòa nha. Đấy, mình đang ở phía bên này nè. Khu này là khu biển này. Quay qua đây là biển này. À. Cái này là cung đường sống ảo nha mọi người. Này mà dẫn người yêu đi là nhức nách luôn nè. Đẹp lắm luôn. Bây giờ là 6 giờ sáng nè mọi người. Hai dì cháu Hương là đi từ lúc 4 giờ rưỡi sáng cho tới bây giờ là 6 giờ sáng rồi nè. Phía bên kia mới có rêu nè. Mọi người đang tắm biển nè. Quá trời quá đất luôn. Muốn chụp rêu chụp phía khúc bên này nè. Đẹp hơn nè. Mà dì Hương chắc ngại, đang ngại cho nên là đi xuống cái khu này có một mình. À, lát nữa Hương sẽ quay. Hương định là sẽ ăn cơm gà á, tại ở Phú Yên là nổi tiếng cơm gà á mọi người. Cơm gà Phú Yên khá là ngon luôn. Còn không là sẽ đi ăn bánh bèo hẹ nha. Cái này đi phải cẩn thận nha. Chứ mà không cẩn thận rêu nó trơn lắm luôn á. Trọt tí ỉn ỉn nha. Ơ hết mông luôn á mọi người. Không phải giỡn đâu. Ôi nhìn mấy cái cục đá này người ta xếp đẹp ghê. Ảo dễ sợ. Chị phải bắt bắt luôn. Gì luôn. Đèo mặt quấy kìa. Trời ơi, bây giờ không biết đi ra bằng cách nào luôn á mọi người. Không biết cách nào luôn á. Rêu đẹp lắm luôn nè. Đây nè, đang dừng mua bánh ướt nha. Ôi trời. Đi chụp hình cho nên là người ướt hết rồi. Bây giờ sẽ đi ăn cơm gà nha, mua một tí xíu đồ. Có
có gì mua cho mấy đứa nhỏ nó ăn ta? Ở gì không? Không có cháo gì đó. Ở gì? Ở đây không có bán cháo á chị. Vô trong hay không? À cái thảm này đem mua cháo đem về luôn. Ồ, dưa sôi nè. Nhiêu ký? Nhiêu ký á chị? 8 ngàn hả? Lấy cho con trái chín nữa á chị. Ồ, dưa sôi nhỏ nhỏ đây nè. Chị hái tận vườn rồi. Vườn nhà chị chỗ nào vậy? Vườn nhà chị chỗ nào vậy? Em xem cho em hái được không? Em là sao hái? Chị hái hôm 3 giờ đêm mà. Nghe không? Xin vô được không? Không, tách ra hai trái đi không? Em một dĩa nhé. Một mâm khách. Bữa nay tháo lại 30 đúng không? Kia là chợ nha mọi người. Hôm mới đi chụp hình về nè. Cái quán này là từ sớm giờ chị qua là nằm phía tay phải nè. Buổi sáng người ta ăn khá là đông luôn á. Giờ con gà khá chất lượng luôn nè. Con màu vàng. Con nhỏ không đi học là cực kỳ mê món này nè. Không hề bị cứng nha, mềm ngon. Đây nè mọi người, một hộp cơm 15 ngàn ăn sáng như vậy khá là ngon luôn á. Cái dĩa khá là đầy đủ nè. Bây giờ Hương với dì Hương về nha. Sau khi đã chụp hình xong. Ở mua gì đây dì? Dưa hả? Ngon ghê. Về thôi.